Chào các em, chào mừng các em đã đến với trung tâm Java Master Thì trong bài học ngày hôm nay thầy sẽ cùng với các em đi tìm hiểu về hàm trong JavaScript Thì hàm là một nhân tố quan trọng bởi vì hàm giúp chúng ta phân nhỏ các chức năng Và chúng ta có thể sử dụng đi sử dụng lại chức năng đó cho nhiều cái nơi cốt khác nhau Thì mục đích của hàm là chúng ta dùng để chia để trị Thì để cụ thể cách sử dụng hàm trong ngôn ngữ JavaScript như thế nào thì cùng thầy đi vào trong ví dụ thì ở đây trong bài học trước chúng ta học về biến rồi Thì bài học này thầy sẽ copy lại Thầy sẽ tạo một file mới là hàm ở đây Function Và ở đây thầy sẽ đặt tập function.html này Và sau đó thầy sẽ copy cái nội dung bên biến này Qua bên class Bên file html là hàm Đây sẽ là function script Thì tương tự như bài học trước Thì ở đây thầy sẽ xóa cái phần nội dung script này đi thì đầu tiên thầy sẽ dùng common, common trong JavaScript thì tương tự như ngôn ngữ khác. Đây là hai dấu gạch chéo common theo theo line, là theo, theo hàng. Thì đây là hàm trong JavaScript, đúng không? Hoặc là các thể common theo khối như sau là tương tự ngôn ngữ khác là sao một gạch chéo sao và sao đóng ngoặc như này. Thì ở giữa này sẽ là phần common của các em. Học về hàm trong JavaScript đúng không? Đấy. Thì có hai cách common, common theo hàng, theo row và common theo khối như này để tùy các em lựa chọn thì để cốt hàm trong script thì chúng ta dùng từ khóa là function và sau đó là tên hàm bởi vì trong giao script chúng ta không phân biệt kiểu dữ liệu do vậy chúng ta sẽ là function hàm tổng hạn ở đây các em sẽ truyền vào x và binary các em không cần phải vá và x và y nữa mà các em chỉ cần là x y thì khi chúng ta gọi chúng ta chuyển x y kiểu dữ liệu như thế nào vào thì nó sẽ mặc định là kiểu như thế thì ở đây trong hàm tổng này thầy sẽ có thể khai báo cái biến là va tổng bằng x cộng y. Đấy, như này. Và sau đó thầy có thể là return lại biến tổng. Này. Ở đây thì trong cái hàm thì chúng ta có mấy loại. Một là hàm có return tức là khi chúng ta gọi hàm tổng này nó sẽ trả về cho mình một kết quả. Còn nếu mà hàm mà chúng ta không cần trả về kết quả gì, chúng ta có thể comment thằng này lại. Giả dụ như chúng ta không cần trả về gì, chúng ta có thể comment lại như này. Thì nó tương tự như hàm trong ngôn ngữ khác thôi. Ở đây nếu ông nào học ngôn ngữ khác rồi thì học những cái này trong JavaScript rất là nhanh bởi vì nó là khá giống nhau. Thì tương tự như vậy, trong hàm này giả dụ nếu thầy không return về kết kết quả thì thầy có thể cần số lốc ở đây ra. Đấy, lốc, tổng. Và bây giờ để gọi hàm trong JavaScript thì các chỉ phải gọi tên hàm thôi. Và đây thầy sẽ truyền biến tích bằng 10, biến y bằng 5. Đấy, vào bên trong hàm. Và đây thầy sẽ chạy chương trình, thầy sẽ mở cái class này ra. thầy sẽ mở với Chrome. Thì hôm nay thầy sẽ F12 lên, bấm phím F12 hoặc là em vào đây chọn mình hình console các em thấy là tổng này bằng 15. Như vậy cái hàm khi thầy gọi hàm tổng thầy truyền 10 và 5 vào lúc đấy x sẽ tương ứng với là 10 đúng không? X tương ứng với 10 và y tương ứng với là 5 như thế này. Thì rồi đấy thì tổng sẽ bằng một biến tổng sẽ bằng x cộng y bài học chúng ta học và lúc này in ra console log là tổng là 15. Tương tự như vậy nếu mà thầy sẽ dùng hàm return Nếu thầy dùng hàm return đây nghĩa là gì Sau khi hàm này tính được tổng y cho xong Thì nó trả về giá trị tổng cho cái hàm này Thì tôi thấy cái hàm này sẽ có kết quả trả về Thì ở đây thầy có thể va chẳng hạn T hay là KQ bằng tổng của 5 5 như vậy thì cái hàm tổng này nó sẽ tính toán là lấy 5, x bằng 5, y bằng 5, cộng lại với nhau được 10. 10 sau đó dùng return đây trả về 10. Như vậy lúc này hàm tổng này sẽ là có giá trị trả về là 10. Và giá trị 10 này sẽ được gán cho biến cao quy. Đấy ở đây. 10 đúng không? Và ở đây các em cần số lốc ra. Kết quả. Thì thông thường những cái hàm return được sử dụng khi chúng ta cần lấy kết quả về từ hàm sau khi tính toán thì cái hàm return này cũng sử dụng khá là nhiều trong lập trình bởi vì thông thường chúng ta tách nhỏ chức năng thành những cái hàm và sau đó chúng ta thực thi logic bên trong hàm đấy và sau khi tính toán xong hàm đấy sẽ trả về cho mình một kết quả và chúng ta sử dụng kết quả đấy để tiếp tục tính toán cho những hàm khác hay là in kết quả trả về cho phía người dùng thì giả dụ ở đây thầy sẽ trả về cần số lốc ở bên ngoài này mình kết quả như này thì bây giờ thầy refresh thì cảm thấy đây kết quả 10 và thầy có thể bấm đây để clear đi tương tự như vậy cách khai báo hàm thứ hai của thằng JavaScript đấy là các em có thể khai báo như kiểu biến ở đây kiểu hai bây giờ thầy sẽ va đấy hiệu bằng như này và sau đó thầy ta function bên này sẽ không có tên nữa x y. các em nhớ cách khai báo biến thứ hai đây là mình sẽ dùng va như vậy ở đây va có thể là một cái biến biến này sẽ là tên của cái hàm function bên tay phải này các em thấy bên đây mình sẽ khai báo một function mà nó không có tên như trên này các em thấy là function tổng x y Nếu khá là cơ bản đúng không nhưng trong javascript thì các em để function x y như này và trong này các em có thể đặt khai báo một biến gì ở đây các em có thể return lại là x trừ y đấy như vậy là x trừ y được bao nhiêu thì lấy kết quả đấy return về cho cái function như này và cái function này các em thấy không hề hoàn toàn không có tên như vậy cái tên này mình sẽ dùng là va hiệu bằng function như vậy lúc này thì chúng ta đã có cái biến va này chính là cái một kiểu function và ở đây các em có thể cần xuất lốc ra mình sẽ xem cái thai hợp của cái loại này đấy, các em có thể dùng thai hợp và đây sẽ thai hợp của hiệu và bây giờ các em refresh lại các em sẽ thai hợp của hiệu này chính là cái function đúng không? Và bây giờ để gọi hàm thì tương tự giống bên trên hàm tổng thôi. Các em chỉ việc là gì? Ở đây thầy sẽ cần số lốc. Thầy sẽ gọi luôn bên trong cái thằng lốc này. Thầy sẽ gọi hàm hiệu. Và thầy truyền vào đây là 10 và 5. Đấy các em nhớ đây hàm hiệu là bên trong cái cần số lốc này. Như vậy khi mình gọi hàm hiệu mình sẽ truyền đây là x bằng 10 và y bằng 5. Ở đây thì return cho mình là 5 đúng không? Như vậy đây hàm hiệu này chẳng phải là 5 kết quả trả về này sẽ được in ra màn hình cần số lốc và đây các em thấy là kết quả bằng đấy như vậy có hai cách khai báo một là mình sẽ dùng function rất là đơn giản như này hai là mình sẽ dùng là biến va và bằng một cái function tương tự như vậy trong JavaScript các em có thể gán tính chất bắc cầu ở đây thầy có thể khai báo một cái va hàm hiệu đấy như này bằng hiệu hoặc là ở đây thầy có thể khai báo va hiệu bằng tổng đấy các em thấy là mình có thể gái, gán các em có thể khai báo một cái va, một cái biến và gán cho một cái cái biến là một cái hàm khác. Ở đây giả dụ thầy là va hàm hiệu bằng hiệu. Đấy, va hàm tổng bằng tổng như này. Như vậy lúc này mình sẽ có thêm một cái tên hàm khác, đó là hàm hiệu, chính là hàm này luôn. Theo tính chất bắc cầu thì thằng này, thằng này sẽ cùng trở về thằng này. Đấy, đều là một thằng. Và hàm tổng này bằng tổng này. Đấy thì đều là cái hàm tổng này. Như vậy ở đây thầy có thể dùng là gì? Ở đây thầy có thể cần số lốc Và thầy ở đây thay vì thầy gọi hàm tổng thì thầy có thể gọi hàm tổng như này Đấy thầy truyền vào đây là 10, 10 Như vậy khi thầy gọi hàm tổng, bản chất hàm tổng đây bằng chính là cái hàm này Đấy, bởi vì ở đây mình dùng tính chất bắc cầu mình gắn va Như vậy mình chuyển x bằng 10, y bằng 10 đây thì nó trả về mình kết quả là 20 đúng không Tương tự như vậy các em có thể gọi hàm hiệu Đấy, hàm hiệu như này Đấy. Thay vì mình gọi hàm mình khai báo ra thì mình có thể gán một cái biến cho một cái hàm theo chính nhất bắc cầu các hoạt động sử dụng như này như vậy trong javascript các em thấy là cái từ khóa var này các em có thể khai báo một cái biến có thể là một số một Trinh hoặc là một đối tượng một mảng và đây là một hàm và cách khai báo hàm cũng rất là linh động các em có thể function hoặc là các em có thể khai báo một cái biến bằng một cái function không có tên như này thì đây là hai cách khai báo hàm trong javascript và ở đây các em nhớ là chúng ta dùng gạch chéo này để comment cũng tương tự như vậy ở đây các em để khai báo hàm tích hàm thương ở đây thầy có thể dùng hàm hàm đếm chẳng hạn giả dụ thầy có một hàm function cao đúng không đấy counter và trong này giả dụ thầy sẽ khai báo một biến là gì và y bằng không đấy và thầy sẽ y cộng cộng y cộng cộng đây chính bằng y bằng y cộng một tức là mình sẽ cộng y lên một đơn vị và sau đó mình gán vào biến y đấy và mình sẽ cần xuân lốc ra y đấy Tương tự như vậy, các em sẽ có là y trừ trừ, tức là y bằng y trừ 1. Tức là lấy chính nó trừ đi 1 và gán lại, đúng không? Và tương tự như vậy, các em qua đây y sao bằng, y sao bằng tức là bằng 2 chẳng hạn. Thì sẽ là y bằng y nhân với 2, đấy. Sao chính là nhân. Tương tự như vậy, các em sẽ có y chia bằng, đúng không? Đấy, y phải chéo bằng 2, thì tương đương với y bằng y chia 2 đấy cần thấy mình sẽ làm như thế này thì đây là cách chúng ta sử dụng những cái cấu trúc ngắn gọn hơn thay vì y e bằng y e, y e sao 2 đã e y nhân 2 hoặc là thay vì y y chứ 2 như thế này thì mình có thể viết ngắn gọn là y e chéo bằng 2 thì đây là cách chúng ta sử dụng chúng ta có thể gọi thử counter là như thế này và cam refresh các em sẽ thấy đây in là một một chính là cái giá trị chỗ này, này. đây chính là cần số y e. Như vậy thì trong bài này các em đã biết cách cơ bản khai báo hàm, cách sử dụng comment, cách sử dụng cộng cộng trừ trừ hay là cách viết tắt của việc việc sao như này. Thì trong bài học tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn tiếp tục các em về một số cái câu điều kiện, vòng lặp hay là mảng trong JavaScript. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.